Trưa mùng 1 tháng 10, chiếc xe buýt chở 44 học sinh và giáo viên đang di chuyển trên đường Viravadi Transit gần thủ đô Bangkok của Thái Lan thì xảy ra tai nạn bốc cháy. Vụ cháy kéo dài khoảng 40 phút thiêu rụi toàn bộ chiếc xe này. Hiện tại có 25 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên. 19 người bị thương còn lại được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị. Chiếc xe buýt gặp nạn là một trong 3 xe chở học sinh đi thực tế của trường Wat Khao Praya, tỉnh Uthai Thani, cách Bangkok khoảng 250 km. Theo phía cảnh sát Thái Lan cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn là do chiếc xe buýt đã bị nổ lốp, sau đó đâm phải giải phân cách tạo ra tia lửa điện khiến xe bốc cháy. Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Chavirakul có mặt tại hiện trường cho biết, hiện vẫn chưa thể xác nhận số người tử vong vì chưa hoàn tất việc điều tra hiện trường, nhưng dựa trên số người sống sót, ông cho biết có thể đã có ít nhất 25 người tử vong. Các cơ quan chức năng Thái Lan hiện đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và xác định danh tính các nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát hiện cũng đang truy tìm tài xế xe buýt, người đã rời khỏi hiện trường ngay sau vụ tai nạn.